ơi. Wow, mũi lá é chấm thịt bò nướng kẹp còn gì bằng đúng không? Rồi từ lúc thèm tới lúc ăn chắc tầm 10 phút là muối là chính đó. Muối lá é, thịt bò nướng, trời thì mưa lâm râm, ít rau sống dưa leo. Rồi xong tới công chuyện, thịt bò thì có sẵn, chỉ cần thèm là nhích thôi, lên mâm nè. Cái chảo này á giống như mình nướng than vậy á, nói chung cũng ok, chủ yếu là ướp ngon, gia vị ngon thôi. Làm luôn cục thịt bò đó, đó đó, mấy miếng này chưa dính gia vị nè, miếng này còn đông luôn nè. Mày thèm là tới công chuyện mày liền à ha. Làm tí cay cay chứ nha. Làm tí cay cay chứ. Rồi từ lúc nướng tới lúc chín chắc tầm ba phút. 3 phút là sôi luôn, sôi tái luôn được rồi. Ba lá này thôi, ba loại thôi ha. Kẹp miếng đi, nóng nóng à. Ồ, xèo 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 à. Kẹp chả này nóng nóng nóng. Kẹp lại đây. Ồ, này múc ba. Thịt bò nướng, 3 phút. Lật chảo. Ừ. Không nhiều trước hơn lúc thèm. Wow, mũi lá é chấm thịt bò nướng kẹp còn gì bằng đúng không? Thích là bày ra chơi thôi. Xong trời ơi, làm 10 phút cái ăn 3-5 phút cái xong luôn. Rồi nghỉ. Xong luôn cái rổ rau luôn. Còn cái muối ngon quá không?